Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh FarmX. Trong video ngày hôm nay, Hải sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu những trang thiết bị trên ao nuôi tôm là gì. Đồng hành trong clip ngày hôm nay, anh Điềm của công ty FarmX sẽ giúp Hải giải đáp những thắc mắc về những trang thiết bị trên ao nuôi tôm. Và Hải sẽ là người đặt ra câu hỏi, anh Điềm sẽ là người trả lời. Và mọi người nhớ đón xem hết cái video ngày hôm nay nha. Bởi vì Hải nghĩ cái video này sẽ rất là hữu ích đối với những người đang muốn tìm hiểu những trang thiết bị nào ở trên ao nuôi tôm để khởi nghiệp hoặc là muốn tìm hiểu về cái ngành nuôi tôm. Và bây giờ chúng ta đi ra ao nuôi tôm luôn. Ok, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình vừa may mắn tìm được một cái ao. Đây là ao của chủ nhà vừa mới thu tôm thu hoạch xong và vệ sinh rất là sạch sẽ. Mình sẽ xem trực tiếp những cái trang thiết bị đó nó có cái công dụng gì ha. Ok. Mình sẽ giới thiệu sơ, đây là những cái trụ hố xi măng đó, để làm cái đầu bông mai oxy để phía dưới đó. Phơi hết rồi sẽ là phơi trang trí phần này hết. Đây. Ra đây mình phải thay dép nha. Đây mình sẽ thay dép. Đây mình có một đôi nữa, rất là kỹ. Tại sao mình phải thay dép như thế này ạ? Để hạn chế cái việc chủ nhà muốn hạn chế việc những cái đất đai rồi đó nó ảnh hưởng tới cái con tôm của mình. Đây là toàn bộ về cái khung ao nuôi tôm đây. Đây mọi người xem ha. Cái ao này đã làm hoàn thành là vụ ba vụ nuôi rồi. Ao vừa mới vệ sinh xong, sạch sẽ phần này hết. Này là phần cầu nhá để đi ra ngoài. Cái việc mà làm cái cầu nhá này nè, nhiều người không để ý á thì nó sẽ bị khi mà để máy cho ăn lên á, cái phần tròn này nè rất quan trọng luôn nè. Khi mà phun lên nó thức ăn nó sẽ rớt xuống đây, nó sẽ được xuống kẻ. Còn những anh em kia làm cầu á thì nó làm cái này mặt vuông, giống như cái này. Đây, làm mặt vuông này thì thức ăn đây. Bằng thì thức ăn nó sẽ bị dính lại. Ha, thức ăn bị suy dưỡng lại thì sẽ cực công hơn là phải ra quét thức ăn xuống dưới nữa. Nhưng mà chưa kể trời mưa nó sẽ bị những cái bám cái này nè, nó rất là dơ, cực kỳ dơ luôn. Cái này là cái việc tối ưu nhất để làm cái cầu thành cái dạng này. Thì nếu mà hình tròn là tuyệt vời nhất. Đây là những cái lưu ý mà rất là nhỏ nhặt nhưng mà có thể là ảnh hưởng tới cái việc mình nuôi tôm của mình luôn đó. Ủa anh ơi, cái đầu cầu nhá này có phải là nơi đặt cái máy cho tôm ăn tự động hay không? Đúng rồi, chính xác. Cái máy khi cho ăn là nó phun cho mất cái khu vực này luôn phải không anh? Đúng rồi, chính xác đó. Cái cầu mình sẽ phun ra, nó sẽ xây đều ra 1/4 ao đó. Không có bị nhiễm không? Chắc chắn à? Đây là cái đầu thổi cái ống oxy này, đây nè. Mình ở đây mình xem trong này có hơi sẵn nè. Có tiếng oxy phát ra luôn không? Có khí á. Mình lấy khí khí trời đó trực tiếp. Mình sẽ lấy cái khí nén nó thổi qua đưa cái đường ống này. Thì đường ống này hiện tại đang có khí như này nè. Đây mình fan để xả khí để điều tiết. Mỗi cái đầu oxy đều có hết để họ điều tiết cái oxy, mỗi cái tim oxy cho nó chuẩn. Giống như chỗ nó nhiều quá thì sẽ bớt lại, chỗ ít quá thì họ sẽ tăng lên. Thì cái van oxy này gắn vào cái vị đá oxy phải không anh? Cái này là bỏ xuống đáy ao luôn đúng không? Nó sẽ nối vô cái đầu bông mai và bông mai nó sẽ nối vô cái vị đá. Đá này quay phải không anh? Đúng rồi. Rồi cái này thả xuống đáy. Đây để xuống đáy cái sụp oxy luôn. Chính xác. Đó. Nó sẽ sụp cái oxy nó đưa lên. Thì một tí nữa mình sẽ vô ao dèo mình xem. Nó sẽ hình thực tế hiện tại là ao dèo đang trong quá trình đang nuôi nữa. Còn cái cánh quạt kia nó có chức năng gì anh? Em thấy cái ao tôm nào cũng có hết á. Cái cánh quạt này dùng để tạo dòng chảy, gom những cái chất thải, những cái vỏ tôm và những cái phân thải của tôm á sẽ gom về cái hố xi phong. Mình sẽ xi phong nó ra. Đây là em đoán cái hố này chắc là hố xi phong nè. Đúng rồi, chính xác. Hố xi phong là sườn sẽ đặt ở giữa ao. Theo anh nói nãy giờ em hiểu có phải là bốn cái cánh quạt này nè nó tạo cái dòng, nó đánh thành một cái vòng tròn xoáy tất cả các chất thải á, cuối cùng để nó gom về nó đưa về cái hố xi phong này không? Đúng rồi, anh nói đúng rồi. Nó thải ra ngoài là toàn bộ những cái dàn quạt này ha, bốn dàn quạt là chủ yếu của nó, công dụng của nó là dùng để tạo những cái dòng chảy về. Đây thường cái hố này nó sẽ gom thì tùy theo cái mật độ của khách, mật độ của chủ ao mà mình sẽ xi phong thường xuyên như này hay không, và tùy theo cái giai đoạn. Đây
Thì cái này sẽ họ sẽ làm gom về, họ sẽ làm một cái co ở dưới nó sẽ hút ra ngoài. Thì mình xíu nữa mình sẽ xem thử rồi cái đường ra của ống xi phong này như thế nào. Này cái này sử dụng là cái này là inox. Dạ đẹp lắm. Ừ. Rồi cái này là cái phao khung canh phao. Thì chủ nhà tận dụng lại cái khung canh phao cũ khi mà sử dụng cho ao đất. Chủ nhà sử dụng từ ao đất lên thì họ làm từ hai cái phi nè, với lại cái dàn cây này là được dàn gọi là dàn cầu cây, thì mình cũng có thể sử dụng cái dàn cầu mũ hoặc là cái phao thuyền dài đó. Đây, cái phao thuyền dài để mà thay thế cái này thì tất cả đều sử dụng được hết, mà tùy theo cái độ bền của nó thôi. Vậy việc mình tự chế cây gỗ với cái canh nhựa như thế này á, với cái việc đầu tư phao thuyền á, thì có gì khác nhau không anh? Cái này thì là theo cái cách mà thông dụng cũ của những cái ao cũ đó, những cái ao đất từ truyền thống từ lúc trước tới bây giờ thì họ sử dụng, thì công dụng của này chỉ có việc là nâng nó lên thôi, nâng làm sao để nâng cái láp này lên thôi. Đấy, nâng cái láp này lên thì cây cũng được, nhựa cũng được, và bằng cái chất liệu gì cũng được, miễn sao là nâng nó lên là ok. Em biết nó là cái gì, cái gì không, để làm gì không? Em cảm giác nó như là một cái cây á. Ừ, nó là cái cây ống á, nó là một cái cây ống dùng để hút những cái gọi là hút nước đáy, hút nước đáy bạc. Có phải nó là cái ống dẫn chất thải xuống hố xi phong không không, anh? những ống này nó sẽ không có xi phong, nó sẽ đi ra một cái hệ thống khác, là mọi người thường hay gọi nó là hệ thống rút nước đáy bạc. Đây, thì thực chất cái lớp bạc này nè nó chỉ nằm phủ trên đất thôi, trên mặt đất thôi, thì thành ra khi mà quá trình mưa hoặc là quá trình bị mọi nước vào á, thì cái nước ở dưới đáy này nè nó sẽ phình lên, nó sẽ phì phình lên trên á, em sẽ thấy y chang như là nó phình như cái bánh ú vậy đó. Đó, nước nó sẽ trội vô đây nè, rồi nguyên cái lớp bạc nó sẽ phình lên trên, thì nó sẽ bị ảnh hưởng là khi mà phình cái chỗ quạt nè nó sẽ dễ bị gắt quạt đó, khi mà cuốn vô cuốn luôn cái lớp quạt cái gắt quạt, rồi cái diện tích ao nuôi của mình nó sẽ hạn chế vô phần đó luôn, thì thành ra lúc nào á cái đường ống này nè được gọi là ống xương thì lúc nào trên ao đất cũng có hết này, để rút lúc nào cũng rút cái này để giúp cho cái bạc nằm sát dưới đất. Đây trực tiếp với mình như này là đất đấy. Em cảm giác là cái bạc này nó còn rất mới luôn anh. Không biết là trải qua bao nhiêu vụ rồi ha. Cái này đã qua 3 vụ rồi, đây là do công trình của hộ nuôi rất là kỹ, cực kỳ kỹ trong quá trình này luôn, họ họ vệ sinh thường xuyên, hầu như là ngày nào họ cũng vệ sinh hết. Cái hố xi phong nó nằm giữa ao như vậy thì cái đường ống để thoát chất thải ra ngoài nó được thiết kế như thế nào vậy anh? À cái dùng để lấy ra ngoài để đưa ra ngoài phải không? Rồi anh sẽ hướng dẫn cho em xem là cái cách để họ lấy và cái chủ ao này lấy ra ngoài, và họ lấy ra ngoài là có tính toán hết toàn bộ nhé. Cái chất thải và vỏ tôm nó sẽ lên về đây đúng không? Đúng rồi. Rồi em sẽ để đây một cái đường ống nè, sẽ đặt một cái đường ống âm trực tiếp đi thẳng ra ngoài, đưa ra ngoài. Nghĩa là nó bắt ống ngầm đúng không? Đúng Ống rồi, ngầm ở chính đây xác, nè. ống ngầm ở đây. Rồi bắt ống ngầm đó, rồi mình sẽ dùng một cái phương pháp để đưa ra ngoài luôn. Đây. Cái ao này diện tích bao nhiêu anh hả? Ao này là 1.600 m². Nếu mà tính ở hộ dân ở đây á, là 1.600 là thuộc diện là nhiều hay là ít anh? À? Trung bình thôi. Sao em thấy nước ra cũng sạch dữ ta? Đó, nãy em thấy bên kia qua là cái đường ống này chưa? Âm từ bên phía bên ao phải. Phía bên ao ra luôn. Đây. Đó, bên ao đây. Thì khi họ hộ nuôi này áp dụng theo phương pháp gọi là cao chiều. Cao chiều là rút từ cái mặt nước cao đưa cái mặt nước thấp ở dưới này. Thì cái này em thấy là nó sâu hơn cái mặt nước bên kia. Thì khi mình chỉ cần là họ mới xi phong, họ lấy những cái rác thải ra, họ chỉ cần thải cái van này ra. Cái ống này hả? Cái van này nữa. Rồi, em để ý thấy ở dưới cái nước dưới này gì chưa? Không, ở em đang hỏi đó, cái ống nhỏ nè. Ống nhỏ đó là ống để cái nước đáy của mình đó, rút nước đáy mình đó. À, nước ở dưới đáy mấy cái ống mà bắt để chờ trời mưa nó phồng cái bạc lên đó phải không? Đó, họ sẽ xả liên tục phần đó để cho nước đáy nó rút ra ngoài. Đó là một cái tính toán đầy đủ hết. Rồi, còn em đây thấy đây là họ đang xả nước này. Dạ. Đây là xả nước từ ao dèo đưa xuống đó. Ao dèo ao dèo tôm như vậy. Tại sao phải xả nước này nhỉ? Thì họ đang cấp nước liên tục và họ xả liên tục để giúp cho môi trường của con tôm nước này cũng sạch. Nước ra cũng sạch á chứ. Thì tất nhiên rồi, tại vì đang trong quá trình nuôi là dèo được tầm khoảng 7 ngày rồi. Họ dèo được khoảng 7 ngày thì nước cũng nào cũng sạch hết, nhưng mà họ muốn đảm bảo là nó phải 100% luôn. Thì thành ra là họ rút ra liên tục. Họ rút ra từ từ và họ xả như từ từ.
là có một cái dòng chảy liên tục cả từ vô ao và ra ao đó, giúp cho nước luôn sống. Là nuôi tôm em thấy tốn điện. Máy móc hoạt động liên tục luôn. Nếu mà làm theo phương pháp này thì hầu như là rất là tiện trong cái chi phí vận hành và bơm nước ra. Là như vậy là hoàn tất hiểu sơ sơ về những trang thiết bị trên ao tôm rồi không? Ok, hầu như mình đã giới thiệu đầy đủ về những cái trang thiết bị trên ao nuôi tôm đó. Thấy vậy nó cũng đơn giản đúng không? Ok. Nói chung là em mới biết cho nên anh hướng dẫn nãy giờ là em thấy là hiểu rồi, đã hiểu phần nào rồi đó, mấy đứa không biết. Vậy là vừa rồi anh em đã dẫn Hà đi coi hết những cái trang thiết bị ở trên ao nuôi tôm rồi. Không biết là mọi người có thắc mắc chi tiết những cái sản phẩm nào, cái máy móc nào ở bên trong ao nuôi á. Thì mọi người hãy comment xuống bên dưới là để lại cái câu hỏi, anh Tim sẽ là người trả lời cho mọi người. Ok, không có vấn đề gì. Anh sẽ, nếu mà cần thiết, anh sẽ làm một cái clip về trực tiếp về cái trang thiết bị đó để hiểu rõ sâu về cái công dụng cũng như là cái công suất hoặc là cái cách dùng như thế nào để riêng về cái sản phẩm luôn, để mọi người cùng tìm hiểu sâu về nó. Hay. Ok, rồi, cảm ơn. Xin chào mọi người.